Chiều nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng với tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo công bố chuỗi chương trình lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng Enjoy Đà Nẵng Summer 2022. Dự họp báo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho biết, ngay từ đầu năm 2022, thành phố đã liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch khôi phục hoạt động, nâng cao chất lượng, dịch vụ hạ tầng, đồng thời triển khai xây dựng hàng loạt sản phẩm dịch vụ mới. Trong đó, điển hình là việc đưa vào hoạt động tuyến đường thủy Đà Nẵng-Lý Sơn, khai trương bãi biển đêm Mỹ An, phố du lịch An Thượng, tổ chức các sự kiện lễ hội, hoạt động truyền thông quảng bá điểm đến và xúc tiến khôi phục trở lại các đường bay quốc tế trực tiếp để thu hút khách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tin tưởng chuỗi chương trình lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng sẽ tiếp tục đem lại nhiều khởi sắc cho du lịch Đà Nẵng. Chuỗi lễ hội này đó là lời khẳng định du lịch Đà Nẵng đã từng bước được nâng tầm, bứt phá khi có sự chung tay của các doanh nghiệp và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành du lịch cùng với lại các sở ban ngành, các địa phương, quận huyện cùng với các cộng đồng doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng với thành phố chúng ta để tổ chức nhiều lễ hội, nhiều sự kiện đặc sắc và khẳng định thành phố Đà Nẵng một điểm đến về sự kiện lễ hội hàng đầu của châu Á. Tại buổi họp báo, thành phố Đà Nẵng đã công bố hàng loạt các sự kiện lớn sôi động sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Theo đó, hàng loạt các sự kiện sẽ được tổ chức như tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng Festival and Music, tận hưởng biển Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng Beach, tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng Delicacy. Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện Enjoy Đà Nẵng Summer Festival 2022 là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật sống dưới ánh mặt trời, cùng với nhiều sự kiện đặc biệt như lễ hội Beer Festival ẩm thực và bia, Carnival đường phố, những sao diễn nghệ thuật quy mô tầm cỡ quốc tế. Tại khu du lịch Bà Nà Hills, chúng tôi cũng sẽ ra mắt và giới thiệu một cái show trình diễn núi lửa. Đây là một cái show công nghệ cao về nghệ thuật, ánh sáng, âm thanh, nước và đặc biệt là hiệu ứng bằng lửa thật. Và chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian đến với nhiều cái sản phẩm mới sẽ góp thêm làm cho Đà Nẵng đã đẹp rồi lại càng đẹp hơn. Cùng với cái sự sáng tạo, quyết liệt, dám làm, dám nghĩ của ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, cũng như những cái định hướng của lãnh đạo thành phố cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp khác cũng như Sun Group, thì Đà Nẵng ngày càng tươi đẹp và xứng đáng là điểm du lịch phải đến của mỗi du khách. Với các hoạt động đặc sắc ấn tượng, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 được xem là dấu mốc quan trọng cho ngành du lịch Đà Nẵng sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định sức hút trở lại và sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố bên sông Hàn.